Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Trí, dự kiến từ 14:30 ngày 3 tháng 6, 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ triển khai bán vàng miếng SJC cho các khách hàng cá nhân tại 16 điểm bán hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 4 tháng 6, việc triển khai bán vàng sẽ bắt đầu từ 9 giờ. Khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định đến trực tiếp các địa điểm bán vàng nêu trên để giao dịch, thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Hóa đơn bán vàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử. Agribank 4 điểm. Tại Hà Nội, trụ sở Agribank chi nhánh sở giao dịch số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, trụ sở Agribank chi nhánh Hà Nội tại số 77 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở Agribank chi nhánh Sài Gòn tại số 2 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Trụ sở Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn tại số 28 3032 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1. BIDV 3 điểm. Tại Hà Nội, chi nhánh Sở Giao dịch 1 Tháp A Vincom 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Chi nhánh Hà Thành 74 Thời Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh 134 Nguyễn Công Trứ, quận 1. Vietinbank 3 điểm. Tại Hà Nội, 81 phố Huế, phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, tầng 1, tòa nhà Hoàng Thành 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tầng 15, tòa nhà 93-95 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Vietcombank 6 điểm. Tại Hà Nội, trụ sở chi nhánh Vietcombank, sở giao dịch tại số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình. Trụ sở chi nhánh Vietcombank Hà Nội tại số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Trụ sở chi nhánh Vietcombank Ba Đình Hà Nội số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở chi nhánh Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh tại số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, trụ sở chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn tại số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, trụ sở chi nhánh Vietcombank Thủ Đức tại số 50A Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC thực hiện hoạt động mua bán vàng tại các địa điểm trong mạng lưới theo thời gian cụ thể ở từng chi nhánh. Thêm công ty SJC tham gia bán vàng bình ổn. Theo báo Tuổi Trẻ cùng với Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank, công ty SJC sẽ tham gia mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước để bán vàng trực tiếp tới người dân. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước phát cuối ngày 2 tháng 6. Như vậy, có đến 5 đơn vị mua vàng của Ngân hàng Nhà nước và bán vàng trực tiếp tới người dân, từ đó kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước, thế giới theo chỉ đạo của chính phủ. SJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. SJC có 36 cửa hàng được phép giao dịch vàng miếng SJC. SJC được Ngân hàng Nhà nước lấy thương hiệu để sản xuất vàng miếng và chịu trách nhiệm về chất lượng vàng miếng SJC. Việc tham gia của SJC sẽ bổ sung thêm số lượng đơn vị tham gia bán vàng trực tiếp tới người dân. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, trên các website Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và công ty SJC đã công bố địa điểm, thời gian bán vàng miếng. Về thời gian dự kiến ngày mai, các ngân hàng sẽ bán vàng bắt đầu từ 14:30, còn từ 4 tháng 6 các ngân hàng này sẽ bán vàng bình ổn từ 9 giờ. Về giá bán vàng, căn cứ vào giá mua vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị này sẽ công bố giá bán trên website và tại các địa điểm bán vàng. Ngân hàng quyết không mua vàng từ dân dù giá giảm sâu. 4 ngân hàng quốc doanh, Vietcombank BIDV, Agribank Vietinbank sẽ bán vàng miếng bình ổn ra thị trường tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều mai. Việc mở rộng mạng lưới phân phối tại các tỉnh thành khác sẽ được triển khai sau. Tuy nhiên, các nhà băng này chỉ bán vàng ra, không thực hiện mua lại từ người dân. Báo Tiền Phong thông tin. Nếu muốn bán vàng, người dân có thể đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, Doji, BNJ. Cụ thể, 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng SJC từ chiều ngày 3 tháng 6, nhưng sẽ chỉ bán mà không mua lại khi người dân có nhu cầu bán ra hoặc chốt lời. Các ngân hàng khẳng định, việc bán vàng để tăng cung và giảm chênh lệch với giá thế giới chứ không kinh doanh để hưởng lợi nhuận. Đấy là giải thích từ phía ngân hàng, nhưng còn lý do quá đỉnh khiến ngân hàng chỉ bán chứ không mua vàng lại từ dân thì có lẽ rất ít người biết đến. Nếu cứ bán vàng mãi thì ngân hàng có đủ khả năng làm việc đó trong bao lâu thì không có nguồn cung bù đắp trở lại. Trong biến động giá lớn, mua vàng từ dân có thể bị rủi ro giá giảm sâu hơn khiến ngân hàng bị lỗ.
nên nếu nói ngân hàng quyết không mua vàng tự dân dù giá giảm sâu cũng có cái lý của nó. Chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Hùng Linh cho hay, ngân hàng nhà nước bán vàng bình ổn thông qua 4 ngân hàng quốc doanh để tăng cung, giảm chênh lệch giá bán trong nước và thế giới. Mục đích chính là bán, không có mục đích mua lại. Ai có nhu cầu mua chính đáng như tích trữ, cho tặng có thể đến các ngân hàng thương mại nhà nước được chỉ định để mua, có thể mua được giá tốt hơn giá bán ở cửa hàng ngoài. Khi giá bán từ ngân hàng thấp hơn, thị trường tự phải giảm giá. Giảm giá chính là bình ổn, mục đích kéo giảm chênh lệch coi như đạt, ông Linh nói. Ông Linh cho biết các ngân hàng thương mại nhà nước mà không mua, người dân có thể bán cho những ai muốn mua hoặc cho các công ty và cửa hàng vàng thông thường. Vàng miếng SJC có lợi thế là được đảm bảo bởi thương hiệu và chất lượng, có thanh khoản tốt nhất thị trường. Nhưng có lẽ từ thói quen từ trước đến giờ, phần nhiều người dân mua vàng ở đâu sẽ bán lại ở đó. Lý giải về việc vì sao ngân hàng thương mại nhà nước chỉ thực hiện bán vàng miếng chứ không mua, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngay từ đầu ngân hàng nhà nước đã khẳng định việc bán vàng thông qua 4 ngân hàng quốc doanh nhằm mục đích bình ổn thị trường, qua đó kéo giảm chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới, chứ không phải hoạt động kinh doanh. Với hoạt động kinh doanh sẽ có cả chiều mua và bán, nhưng hoạt động cung ứng cần được hiểu là hoạt động can thiệp một chiều để bình ổn giá vàng trên thị trường. Cần hiểu rõ rằng những địa điểm bán vàng miếng SJC tại Agribank nói riêng và của 4 ngân hàng thương mại nhà nước nói chung chỉ là điểm cung ứng vàng miếng, chứ không phải địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng, bà Phượng nhấn mạnh. Đại diện một ngân hàng quốc doanh cho hay, họ dự kiến bán ra thị trường theo mức giá nằm trong biên độ được ngân hàng nhà nước cho phép, chứ ngân hàng quyết không mua vàng từ dân dù giá giảm sâu. Các nhà băng quốc doanh khẳng định việc bán vàng nhằm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường theo chủ trương của ngân hàng nhà nước, không vì mục tiêu lợi nhuận. Trở lại với thị trường vàng, giá vàng hôm nay, ngày mùng 2 tháng 6 ở thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt các công ty báo giá mua vàng SJC chỉ còn hơn 80 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến quanh 80,95 triệu đồng một lượng mua vào, 83 triệu đồng một lượng bán ra. Một số nơi bán ra chỉ còn 82,75 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giá mua, bán được duy trì ở mức hơn 2 triệu đồng một lượng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng SJC bốc hơi tới hơn 6 triệu đồng một lượng, mức giảm rất mạnh trong nhiều tuần qua. Nếu so với mức đỉnh ở vùng 92,4 triệu đồng một lượng hồi đầu tháng 5, mỗi lượng vàng lao dốc tới gần chục triệu đồng. Dự báo giá vàng sắp tới. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành và nhà giao dịch bán lẻ về triển vọng ngắn hạn của vàng, với đa số nhìn thấy lợi nhuận trong khi thiểu số giữ quan điểm trung lập hoặc tiêu cực. Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, James Stanley cho biết, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi trong tuần này vì người bán đã có cơ hội để buộc giá phải lao dốc nhưng họ lại không thể làm được điều đó. Giá vàng tương lai đã kết thúc với đợt giảm giá trong tuần trước và điều đó cũng không thể hiện được đà giảm tiếp theo. Theo Adrian Yay, chủ tịch của Adrian Yay Asset Management cho biết, vàng vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phục hồi sau đợt sụt giảm giữa tháng và dữ liệu lạm phát ở Mỹ giảm bớt phần nào sẽ giúp hỗ trợ cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo, cho biết ông sẽ áp dụng quan điểm trung lập trong tuần tới. Ông nói, hiện tại đã có giới hạn, với rủi ro hơi nghiêng về phía tăng giá. Xin Lewis, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Wall Street, đã giải thích các yếu tố khác nhau dẫn đến giá vàng giảm vào thứ Sáu. Tôi vẫn lạc quan. Tôi hơi ngạc nhiên, ông nói về đợt thoái lui. Lewis nói, tôi nghĩ rằng lãi suất trong ngắn hạn ở đây có thể đã đạt đỉnh và nếu đạt được điều đó, thị trường sẽ gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và có thể giá vàng bắt đầu tăng trở lại. Tôi chỉ cảm thấy rằng những đợt giảm giá này cuối cùng sẽ trở thành cơ hội mua vào trên diện rộng, ông nói thêm khi nhìn vào tổ hợp hàng hóa nói chung. Tuần này, 10 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News và phần lớn đã quay trở lại phe tăng giá với 6 chuyên gia chiếm 60%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới. Hai nhà phân tích, tương đương 20%, dự đoán giá sẽ giảm và con số tương tự cho thấy vàng có xu hướng đi ngang khi chờ đợi hướng đi trong tuần tới. Trong khi đó, 222 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, trong đó các nhà đầu tư Main Street phản ánh tâm lý của các chuyên gia trong tuần này. 128 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. 53 người khác hay 24%, kỳ vọng giá sẽ thấp hơn, trong khi 41 người được hỏi, đại diện cho 18% còn lại, kỳ vọng giá sẽ duy trì ở mức ổn định trong tuần tới.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.